đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá. Chị A, lấy cho em khối xếp hình nhé. Khối xếp hình. Được rồi, của em đây. Không, không, không phải. Không phải màu này. Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá. Em muốn màu nào? Đỏ, nhé lấy cho em. Mình thích đỏ tươi nha. Một khối xếp hình đỏ tươi nhé, rất đẹp. Ba à, cho con một cây kẹo mút. Kẹo mút. Được rồi, của con đây. Không, không, không phải. Không phải màu này. Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá. Con muốn màu nào? Màu vàng nhé hay cho con. Mình thích vàng tươi nha. Kẹo vàng bé xíu trông ngon tuyệt. Kẹo chanh rất ngon đây rồi. Được rồi, của con đây. Không, không, không phải. Không phải màu này. Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá. Con muốn màu nào? Mình thích bát xanh dương. Sinh trong an lành, cùng nhau vui Giáng sinh với gia đình và một năm mới bình an. Cùng nhau vui Giáng sinh thật ngọt ngào, cùng nhau vui Giáng sinh trong an lành, cùng nhau vui Giáng sinh với gia đình và một năm mới bình an. Ngày hôm nay ông Noel mang tới những món quà. Thật ngọt ngào, cùng nhau vui Giáng sinh trong an lành, cùng nhau vui Giáng sinh với gia đình và một năm mới bình an. Cùng nhau vui Giáng sinh thật ngọt ngào, cùng nhau vui Giáng sinh trong an lành, cùng nhau vui Giáng sinh với gia đình và một năm mới bình an. Cầu cho bao tươi vui trên khắp những con đường, một Giáng sinh đầy phúc lành và một năm mới bình an. Cùng nhau vui Giáng sinh thật ngọt ngào. Bye.
một năm mới bình an. Ngày hôm nay ông Noel mang tới những món quà, tôi biết bao điều bất ngờ dành tặng bé thân ngoan. Cùng nhau vui Giáng sinh thật ngọt ngào, cùng nhau vui Giáng sinh trong an lành, cùng nhau vui Giáng sinh với gia đình và một năm mới bình an. Cùng nhau vui Giáng sinh thật ngọt ngào, cùng nhau vui Giáng sinh trong an lành, cùng nhau vui Giáng sinh với gia đình và một năm mới bình an. Chúc mừng năm mới. Chúng ta hãy cùng chơi trốn tìm thôi. 1 2 3 4 5. À, sói lớn đáng sợ đang đến rồi đây. Chạy mau mau thôi, ôi sói đến kìa, sói đến kìa, hãy mau chạy. Chạy mau mau thôi, ôi sói đến kìa, lên xe bé kia chạy mau. Vòng quay xoay nhanh nhanh cho bánh xoay tròn, bánh xoay tròn, bánh xoay tròn. Vòng quay xoay nhanh nhanh cho bánh xoay tròn, ta khám phá mọi nơi. Chạy mau mau thôi, ôi sói đến kìa, sói đến kìa, hãy mau chạy. Chạy mau mau thôi, ôi sói đến kìa, lên xe bé kiều chạy mau. Quay xoay nhanh nhanh cho bánh xoay tròn, bánh xoay tròn, bánh xoay tròn. Vòng quay xoay nhanh nhanh đi khắp khu vườn, đi khám phá mọi nơi. Chạy mau mau thôi, ôi sói đến kìa, sói đến kìa, hãy mau chạy. Chạy mau mau thôi, ôi sói đến kìa, lên xe bé kìa chạy mau. Vòng quay xoay nhanh nhanh cho bánh xoay tròn, bánh xoay tròn, bánh xoay tròn. Cùng nhau ta vui chơi ca hát vui nhộn, bé thật vui. Thỏ con bé xinh, hãy mở cửa cho tôi vào với. Không, không, tôi không mở cửa cho người lạ đâu. Thỏ kìa đúng là thật thông minh. Wow! Các con có biết tại sao tên sói xấu xa lại không bắt được bạn thỏ con không? Là vì thỏ con không mở cửa cho người lạ. Đúng rồi con yêu. Ai đang gõ cửa? Cốc, cốc, ngoài kia đang có ai? Cốc, cốc, là ai đang gõ cửa? Là ai? Là ai? Chờ vội các con à, và nhớ không mở cửa cho những người lạ. Hãy lắng nghe thật kỹ giọng của ba này, hãy nhìn xem là ai bằng mắt nào. Ta cùng đoán là ai nhé. Là ba, ba của con. Chờ vội nhé các bạn, và nhớ không mở cửa cho những người lạ. Cốc, cốc, ai đang gõ cửa? Cốc, cốc, là ai đang gõ cửa?
chớ vội các con à, và nhớ không mở cửa cho những người lạ. Hãy lắng nghe thật kỹ giọng mẹ nhé con, hãy nhìn xem là ai bằng mắt nào. Chú này, hãy nhìn xem là ai bằng mắt nào. Bé ngoan hãy mở cửa ra nhé. Không đâu à, cháu không mở thì chẳng biết chú đâu. Chúng cháu luôn nghe lời ba mẹ. Nếu có người tới đây thì sẽ không mở cửa khi thấy người lạ. Cảm ơn. Tạm biệt. Các con đã không mở cửa cho người lạ, đó là việc làm rất tốt. Hãy cùng kiểm tra cho Teddy nào. Hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe, hãy cùng nhau ta đi khám nào. Con sẽ khỏe mạnh hơn và sẽ lớn thật nhanh. Đi khám thôi con yêu. Xin chào. Hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe, hãy cùng nhau ta đi khám nào. Con yêu hỡi bé đừng lo, giờ con hãy chào bác sĩ. Có mẹ luôn ở bên con yêu ơi. Nhanh nào con. Làm rất tốt. Chúng ta hãy cùng đánh răng thôi con yêu. Bạn sẽ đánh răng của bé thật to. Bạn sẽ đánh răng nhỏ bé của ba. Bạn trai nhỏ xinh của ai? Là bạn trai của em bé. Bạn trai thật to của ai? Là bạn trai của ba đây. Hãy
răng thật sạch, cùng bàn chải thật xinh. À. Này đĩa cho em to thật to. Còn đĩa kia nhỏ xinh của ba. Nhìn lại chiếc đĩa bé của ai? Thật nhỏ xinh chiếc đĩa của bé. Nhìn lại chiếc đĩa lớn của ai? Khổng lồ chiếc đĩa lớn của ta. Ăn bữa sáng cùng nhau nào. Chiếc bánh bé nằm trên đĩa nhỏ xinh. Chiếc bánh lớn nằm trên đĩa thật to. Rồi mình dùng cùng chút mơ. Bông bông bé xinh bay ra từ đâu? Cùng bông bông to bay ra từ đâu? Mình cùng vui chơi bông bông bé ơi. Ồ thật là vui la la la. Mình cùng vui chơi bông bông rất to. Ồ thật là vui la la la. Mình chơi bông tròn xinh thật là yêu. Lấp lánh bay nhìn đẹp ghê. Có bông lớn và bông nhỏ cùng bay. Mình cùng thôi bông nha. Bông bông bé xinh bay giữa trời xanh. Bông bông to bay giữa trời xanh. Chúng mình cùng chơi chuột tìm nhé. Đồng ý. Cùng nhau ta sẽ chơi trốn tìm. Bọn em đi trốn anh tìm nào. Một, hai, ba, bắt đầu nào. Nhanh nhanh đi trốn la la la. Nào em ơi hãy chơi trốn tìm. Tìm xung quanh khắp căn phòng này. Anh ở đây. Các em ở đâu? Ha ha ha, thấy em rồi này. Nào mau lên đến chơi trốn tìm. Bọn anh đi trốn em tìm nào. Nào mau lên